Ui dồi, bác làm cái bàn VR đẹp quá nhỉ. Cái chân này nhìn cái chân bàn này nó như là kiểu chân chó hay là chân gì đấy. Bác nghĩ ra cái ý tưởng chân gì đấy à? Chân voi à, chân voi gì mà em nhìn nó như là kiểu chân chó ấy. Hello, Điểm Nguyễn xin kính chào tất cả các bác, anh, các chị và các em nhá. Hôm nay Điểm Nguyễn đưa các bác, anh, các chị và một bạn Ngọc Thanh của Mê Linh xem là người dân người dân tộc người ta sinh sống như thế nào nhá. Ui rồi, có cái gì mà đặc biệt thế này? Ai già? À, bàn VR. Bàn VR. Vâng, chào bác ạ. Bác đang làm cái gì đấy bác ơi? Đang làm quân VR. Bác làm từ cái gì đấy? Cái gì mà củ gì như củ lâu à? Củ chuối à? À. Củ chuối đấy bác. Bác đéo ra. À, củ chuối à? Vâng. À, bác làm cái bàn VR này. Đây bác làm cái bàn VR này. Bác làm hết bao nhiêu ngày mới xong cái bàn VR này? Tuần đấy à? À, bác làm cái bàn VR này đẹp quá nhỉ. Ui. Bác cho phép anh em nhà em quay cái video của cái bàn VR này của bác nhá. Bác làm cái bàn VR này đẹp đấy. Phải tiếp cận văn hóa mới chứ. Không, các bác tiếp cận văn hóa mới à? Tiếp cận nhưng mà dân tộc này nó chưa có tiền thì mình chế thế đã cho nó khỏi mất tiền. À. Khi nào mà toàn biết với thông thạo rồi bắt đầu mình tới nhiên lên. À, rồi. Bây giờ thời đại 8.0 này á, tôi nghe người ta nói 4.0 bác ạ. À, chưa đã đến 8.0 à? Chưa, mới 4.0 ạ. À. Tôi nghe là thời đại 8.0. 4.4.4 bạn nghe sai đấy, bọn nó truyền bá sai đấy, bây giờ mới 4.0. Thế thì chúng tôi phải nghĩ rồi. Chịu nghe còn hơn là chịu làm nhiều quá mà không lắng nghe là nhiều lúc học việc. Bây giờ tôi chỉ cần làm cái bàn máy và tôi cho chúng nó thanh niên nó lên đấy nó thuê với trẻ con thiếu nhi nó tập mà. Thì tưởng bác không lấy tiền cho bác cho thuê làm gì? Tôi chỉ lấy một tí để đủ ăn ở đây để tôi trông thôi. À. Mỗi tiếng tôi lấy có 1.000 bạc thì ông bảo có đáng bao nhiêu? Một tiếng lấy có 1.000 thôi à? Thế tôi lấy gì mà sống mà trông ở đây? Thôi một. Là vì cộng đồng thôi. À, vâng. Cho tất cả mọi người đều kiếm đi hết. Ngày mai tôi còn làm đúng thứ nữa kìa. À. Thế thỉnh thoảng bọn này em đi qua đây thì bác cho bọn em vào để làm phim quay cho bác, để cho bác lên TV nhá. Ừ, khác cho các ông. Ui dồi, bác làm cái bàn VR đẹp quá nhỉ. Cái chân này nhìn cái chân bàn này nó như là kiểu chân chó hay là chân gì đấy. Bác nghĩ ra cái ý tưởng chân gì đấy à? Chân voi à, chân voi gì mà em nhìn nó như là kiểu chân chó ấy. Chân voi à? Chân nó có giống thế không? À, thế bác làm cái bàn VR này là hết mấy ngày mà bác mới làm xong cái VR này mà một mình bác ở trong này nủi tha nủi thủi thì bác không sợ gì à? Một tuần lễ mới xong cái bàn VR này á? À. Không mất tiền à? Đấy, bác làm kỳ công quá nhỉ? Một tuần lễ mà bác này làm được xong cái bàn VR này. Thế bây giờ bác có chơi thử được không? Thế bác chơi thử cái cho bọn em xem đây nào. Chơi không chơi. Bác chơi thử ván nào. À. Chứng tỏ bác xem TV là gì mà bác biết làm cái bàn VR này thế hay bác nghĩ ra ấy.
xem tivi mới học văn hóa gì. À, bác học văn hóa à? Bác xuống bản, bác xuống dưới thị trấn mà học văn hóa này, bác tự học ở trên tivi đấy. Học trên tivi. À, thế nhà bác mua tivi gì? À, tivi vớ vẩn thôi. Vớ vẩn chưa? Đấy, đánh thử cái này. À, bác đánh thử à? Nào, bác đánh thử cho nào. Ai già, bây giờ con này bác chọc vào nó không vỡ à? Vỡ làm sao đây? À, thế bác cũng đánh thử vài phát nữa xem nào, cho bọn em thưởng thức cho nào. Ôi trời, bác đánh kém thế. À, giờ mình làm Mỹ chưa đã đánh bao giờ mà đi. À. Đấy thế mình đang học thì bọn nay mai xuống phố để còn đánh. À. Ai già, được đấy. Được chưa? Được rồi, bác quánh thử vài phát đấy cho nó tan cái đống đi ra xem nào. Cái con này chắc nó nặng quá, nó không bắn được cái bóng thần. À, nó nặng quá. Thôi chứ mình có bóng nào thì mình chơi bóng đấy thôi. Bây giờ nó khó khăn thì làm thế nào được. Bác thử cân phát vào nỗ 10 ra. Mất tiền thì nó chỉ thế thôi. Đấy, gần được đấy. Thế vợ con bác đi đâu mà cứ để cho bác cứ một mình cứ đi ra làm những cái đinh tinh này nhỉ? À, đi làm nương. Đi làm nương hết à? Đấy, mà, à, bác bắn chuẩn phết đấy, nó không trúng cả lỗ ấy. Không phải dân dân. Ai mình xuống phố nguyện để đánh ăn tiền chứ không phải phải đi nào. Được. Ôi, cứ phải nguyện đi, tu nguyện đi. Đấy, cứ dần dần bạn xuống phố mới đánh được. Ừ. Ờ, bây giờ hình như cái bàn ở dưới phố nó cũng hàng mấy chục triệu một cái chứ không phải ít đâu. Thế thì mình mới phải làm chứ xuống đây bây giờ đánh thử ai nó cho đánh. Thế hôm nay bác có ý tưởng làm cái chương trình gì mới không? Hay này vẫn làm nương. Cái này thôi. Ờ. Mai mai làm được thanh niên nó chưa có tiền xuống dưới kia thì dưới xã chơi thì mình sẽ cho nó lên đây chơi mình tính. Giờ mình cũng lấy tiền. À, giờ mình cũng lấy tiền à? Tức là thanh niên nó cũng đến đây nó chơi cái bia này của bác à? Làm gì có tiền nó xuống phố mà chơi bia thật. À, thì lên đây là bác chơi bác cũng lấy tiền của chúng nó không? Mỗi giờ lấy 1.000. Mỗi giờ nếu 1.000 thì được bao nhiêu cho được 10.000 để mà mua mì tôm. Đấy thế mà thanh niên nó đến dần dần là ngày có thùng mì tôm này. À thế à, quánh đến tận tối à? Ừ. Vâng thì rồi em đi qua thì em cũng ngang qua thì thấy bác đang đéo chuối thì bác lại cho bọn em thưởng thức là những màn đánh VR của bác và cũng làm ra những cái sản phẩm này để cho các cháu nó vui chơi. Thế em cũng xin cảm ơn bác nhá. Thì mong bác nào làm ra những cái sản phẩm tiếp theo để cho các cháu trẻ ở trên này họ vui chơi cho nó cảm nhận được cái văn hóa của đời mới bây giờ nhá. Thì bác cố gắng bác nhá. Làm cho chỉ cơ hội ở Việt Nam thì đi nghèo nhưng mà cũng tiếp cận được bao nhiêu văn hóa mới. Thì chúng tôi làm đấy có cần thì phải nhiều tiền bạc đâu. Và rồi đoạn xã hội tiến lên thì nó sẽ làm đẹp hơn, làm bằng chất liệu tốt hơn. Nhưng mà trước mắt giờ Việt Nam mình nghèo mà mình cứ làm thế này là các cháu thanh niên này tất cả đều tiếp cận được văn hóa mới hết. À. Mà không mất tiền. Vâng, vâng thì cảm ơn bác. Thì hôm nào bác mà có em mà đi qua mà bác có cái chương trình mới thì các bác này cho em vào đây quay xem nào, để các bác làm được cái trò chơi gì mới dân gian để cho các cháu nó chơi nhá. Vâng, vâng thì em cảm ơn bác nhá. Video của Điền Nguyễn đã kết thúc tại đây. Điền Nguyễn xin cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị và các em đã tham
đã đăng ký kênh và xem video của Điểm Nguyễn. Điểm Nguyễn cũng không biết nói gì hơn, hôm nay Điểm Nguyễn đã đưa các bác, các anh, các chị và các em đến cùng với một bác dân tộc này. Đấy, thì vừa rồi là bác cũng cho chúng ta là thưởng thức một số cái kinh nghiệm để làm ra những cái vật dụng của người dân tộc để chơi cho nó vui và cũng để giải trí, để cũng sánh với những người ở dưới miền xuôi. Vâng, vâng, và em xin cảm ơn bác nhá. Hôm nào mà có dịp thì bọn em qua đây, thì bác có cái gì hay thì cho bọn em lại được thưởng thức và lại được quay những thước phim của bác do bác làm ra nhá. Vâng, xin cảm ơn bác nhá. Vâng, bác chào tất cả mọi người đấy nhỉ. Chúng tôi sẽ làm nhiều cái hay hơn nữa.